Xin chào mọi người, theo thông tin cập nhật mới nhất ngày 21 tháng 10 năm 2021 về việc Việt Hương bị tố ôm 30 tỷ tiền từ thiện trốn sang Mỹ. Ông xã nói gì, chia sẻ của bà Nguyễn Phương Hằng về Việt Hương trên sóng livestream gây xôn xao cư dân mạng. Những ngày qua, các diễn đàn giải trí đồng loạt chia sẻ tin đồn liên quan đến việc vợ chồng Việt Hương sang Mỹ. Nguồn tin bắt nguồn từ phát ngôn của doanh nhân Nguyễn Phương Hằng trên sóng livestream rằng: "Quý vị thấy không, Việt Hương vừa ôm 30 tỷ tiền từ thiện về Mỹ trốn, sao kê chưa chừng nào trở về lại Việt Nam?" Dù bà chủ Đại Nam không đưa ra bất cứ bằng chứng nào về lời nói của mình nhưng thông tin lập tức bùng nổ trên mạng xã hội. Khán giả bàn luận sôi nổi, đưa ra nhiều nhận định khác nhau giữa tin đồn ồn ào. Ngày 17 tháng 10, Việt Hương thông báo đã về Việt Nam sau lo hậu sự cho Phi Nhung và mẹ nuôi tại Mỹ. Nữ nghệ sĩ còn chia sẻ video được ông xã Hoài Phương bí mật chuẩn bị hoa, bánh kem mừng sinh nhật muộn tại khu cách ly. Ngoài ra, anh còn hát và gửi những lời chúc tốt đẹp đến vợ khiến cô không khỏi bất ngờ. Nghệ sĩ Hoài Phương cho biết vợ chồng anh đang thực hiện cách ly theo quy định phòng bệnh COVID-19. Cả hai bị đảo lộn giờ giấc ăn ngủ thất thường vì di chuyển liên tục cũng như có quá nhiều chuyện buồn xảy ra. Về tin đồn vợ ôm tiền từ thiện trốn sang Mỹ mà cộng đồng mạng đang chia sẻ, Hoài Phương thẳng thắn: "Lời đồn vẫn mãi là lời đồn, chúng tôi sống ngay thẳng, chẳng việc gì phải lo ngại. Việc chúng tôi làm thì chúng tôi cứ làm, rồi mọi người sẽ sớm nhận thấy những người đã đưa ra lời đồn thổi thuyết âm mưu cũng chẳng phải người có uy tín, đáng tin cậy và họ sẽ bị xã hội loại trừ. Bản thân Việt Hương không quan tâm, cũng không nghe những lời tiêu cực nên cô ấy thực sự không tổn thương tinh thần. Ngược lại, sau hơn 2 tháng tích cực hoạt động từ thiện và 1 tháng lo cho đồng nghiệp, vợ tôi nhận được nhiều lời động viên, tình cảm chân thành từ khán giả. Cô ấy cảm thấy ấm lòng vô cùng." Ngoài ra, nghệ sĩ Hoài Phương cũng tiết lộ vợ anh là người đa cảm, dễ xúc động. Trong thời gian ngắn, Việt Hương phải chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhưng cô đã cố gắng nén nỗi đau, đứng ra lo liệu mọi việc xong xuôi rồi mới cho bản thân được yếu lòng. Chứng kiến tất cả, Hoài Phương càng thương và trân trọng vợ nhiều hơn. Trước đó, tối 8 tháng 10, Việt Hương xác nhận sẽ cùng chồng Hoài Phương đưa cho cốt Phi Nhung về Mỹ. Sau dự tang lễ của giọng ca Bông Điên Điển, Việt Hương tiếp tục nhận tin mẹ nuôi của cô là mẹ ruột của nghệ sĩ Hoài Tâm qua đời, xuất hiện trong lễ viếng của mẹ nuôi vào ngày 14 tháng 10 ở Mỹ, tức 15 tháng 10 tại Việt Nam. Việt Hương gầy gò, đôi mắt đượm buồn. Nữ danh hài cũng đội tang như một thành viên trong gia đình và luôn kề cận Hoài Tâm để lo chu toàn tang sự. Ngày tiễn đưa mẹ Hoài Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng lại chính là sinh nhật của nghệ sĩ Việt Hương. Việt Hương là một trong những nghệ sĩ tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Trong những ngày thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội, vợ chồng cô tích cực mua rau củ, lương thực thực phẩm cứu trợ đến bà con khu cách ly có hoàn cảnh khó khăn. Trong suốt quá trình làm thiện nguyện, Việt Hương cho biết cô không kêu gọi quyên góp mà chỉ nhận nhu yếu phẩm từ Mạnh Thường Quân. Mỗi tối, nữ nghệ sĩ đều công khai đầy đủ danh sách phát quà và số lượng nhu yếu phẩm nhập vào phát ra để khán giả tiện theo dõi. Ngoài tài trợ lương thực, vợ chồng Việt Hương đã chi tiền tỷ mua 5 chiếc xe cứu thương trong 1 tháng để phục vụ miễn phí cho bà con. Trước đó, nữ danh hài cũng tặng xe cứu thương gần 3 tỷ cho ông Đoàn Ngọc Hạnh, nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Việt Hương không kêu gọi quyên góp tiền, kể cả nước ngoài. Việt Hương xin phép không nhận tiền, có nhiều làm nhiều, trân trọng xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã gửi gạo hay bất cứ nguyên liệu, thực phẩm, thuốc men. Xin theo dõi danh sách để biết quà tới những đâu, Việt Hương từng chia sẻ. Lời nói sau cùng cho kết thúc thông tin vừa cập nhật trên, mong mọi người hãy chủ động phòng chống dịch COVID-19, theo lời kêu gọi từ Bộ Y tế, mỗi người dân Việt Nam tiếp tục lan tỏa và thực hiện thông điệp 5K. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Kênh thông tin New 24/7 luôn luôn chia sẻ những thông tin mới và hữu ích mọi lúc mọi nơi, hãy follow page, like video và chia sẻ với mọi người để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp ở những video tiếp theo.